Bài tập bơm cổ chân. Nằm ngửa trên giường, duỗi thẳng hai chân. Gập duỗi cổ chân, đưa bàn chân và các ngón chân lên, xuống theo nhịp. Chỉ di chuyển bàn chân và giữ cẳng chân của bạn trên giường. Lặp lại nhiều lần. Đây là một bài tập tốt giúp cải thiện tuần hoàn, phòng ngừa biến chứng huyết khối tĩnh mạch sau mổ.